nào xây nhà năm 2020 được lập trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Mỗi năm niên vận của con người mỗi khác, chính vì sự thay đổi của các thiên tinh tạo ra các chương khí khác nhau ảnh hưởng trực tiếp tới con người. Vì vậy, bất kể khi làm gì, chúng ta cũng đều phải cân nhắc thật kỹ, nhất là những việc lớn mà các cụ nhà ta thường nhắc tới, tàu trâu, lấy vợ, làm nhà. Đặc biệt là việc xây nhà cực kỳ hệ trọng, vì với mỗi người một cuộc đời, người nào nhiều thì xây được 3 lần, thường thì những người bình thường chỉ được 1 lần xây nhà. Vậy nên, chuyện này là việc lớn cả đời mà chúng ta phải hết sức lưu tâm. Căn nhà có xây được hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố phong thủy mà video trước Phong thủy may mắn đã chia sẻ cho các bạn, đó là sự thay đổi của các thiên tinh như sao ngũ hành, nhị hắc, tam sát, mộ long biến vận sát, mộ kỷ đồ thiên sát, thái tuế, tuế phá, tuổi của gia chủ. Do đó, yếu tố phong thủy ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi nhà là không thể xem thường được. Trong video này, Phong thủy may mắn sẽ gửi đến các bạn cách chọn tuổi làm nhà năm 2020, những tuổi nào làm được, tuổi nào không làm được, và nếu không làm được, muốn làm thì cần làm những gì. Mời các bạn theo dõi video nhé! Như chúng ta đã biết, thuật phong thủy xuất hiện từ hàng ngàn năm nay và được ứng dụng phổ biến vào lĩnh vực xây dựng. Đã có nhiều minh chứng chứng minh rằng thuật phong thủy này luôn đúng trong những trường hợp thực tế, kết hợp cùng với phong tục xa xưa của người Việt, nên cho tới nay, việc xem tuổi làm nhà lúc nào cũng được tất cả các gia chủ gia đình Việt cẩn thận và tuân thủ. Theo đạo lý, đàn ông được xem là trụ cột của gia đình, vì vậy người Việt quan niệm làm nhà sẽ xem tuổi đàn ông. Theo phong thủy, làm nhà là dương chặt, cần phải chọn người nam thuộc dương để thuận lý âm dương. Trường hợp gia đình không có nam thì mới xem tuổi của nữ, là người đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngôi nhà đó. Một cách khác, khi chọn tuổi xây nhà, chọn người đang nắm kinh tế của gia đình, vì khi chọn được đất hợp long với người cầm kinh tế thì khu đất đó sẽ phát cho người đó, làm cho công việc hanh thông hơn, tài lộc vượng tiến đến kéo ầm ầm. Ta cần kết hợp với xem tuổi và xem giờ và thời điểm động thổ có phù hợp với các thành viên trong gia đình và người chủ đứng ra động thổ hay không. Vậy, xem tuổi như thế nào theo đúng luật phong thủy? Đối với những người biết về phong thủy thì mới thấy rằng việc xem tuổi cực kỳ quan trọng. Nếu như không cẩn thận thì hậu quả gia đình sẽ gánh phải sau này sẽ không lường trước được. Thế nên khi xem tuổi làm nhà, tuổi chủ nhà không được phạm vào ba đại kỵ là kim lâu, hoàng ốc và tam tài. Về kim lâu, sách phong thủy có ghi tuổi của con người được xếp vào 9 cung gồm 8 cung trong bát quái là Khảm, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Càn, Đoài, Cấn. Trong 9 cung này, nếu tuổi nào rơi vào cung Càn là kim lâu thê sẽ có thể gây họa cho vợ người chủ, cung Cấn lâu tử gây họa cho chủ nhà, cung Tôn là kim lâu lục xúc gây họa cho vật nuôi trong nhà, cung Khôn là kim lâu thân gây họa cho bản thân gia chủ, các cung còn lại thì tốt hoặc trung dung. Muốn biết được có phạm phải kim lâu hay không, bạn hãy tính bằng cách tuổi Mộ 9 gần bằng hoặc trên dư 1 là kim lâu thân, dư 3 là kim lâu thê, dư 6 là kim lâu tử, dư 8 là kim lâu lục xúc. Về hoàng ốc, có tài liệu ghi là hoàng ốc. Dựa vào các tài liệu trạch cát dân gian thì vòng tuổi tính hoàng ốc chia làm 6 cung gồm nhất cát, nhị nghi, tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc, ý nghĩa của lục cung. Nhất cát, xây dựng nhà tuổi này sẽ tạo nên chỗ an cư tốt, mọi việc đều hanh thông. Nhị nghi, làm nhà cung này có lợi và giúp gia chủ hưng vượng giàu có. Tam địa sát, sát phạm chủ sẽ khiến chủ nhà mắc bệnh tật. Tứ tấn tài, làm nhà cung này phúc lộc sẽ tới. Ngũ thọ tử, phạm tử trong nhà dễ bị chia rẽ, lâm vào cảnh sinh ly tử biệt. Lục hoàng ốc, làm nhà cung này sẽ bị phạm, gặp nhiều khó khăn và khó thành đạt được. Các tính hoàng ốc, khởi tuổi bắt đầu 10 tại nhất cát, 20 tại nhị nghi, 30 tại tam đại sát, 40 tại tứ tấn tài, 50
lục hoàng ốc 70 lại bắt đầu từ nhất cát. Vậy nên xem tuổi làm nhà năm 2020, nếu gia chủ vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài thì thuận tốt, còn cung tam địa sát, ngũ thọ tử, lục hoàng ốc bị phạm cần tránh ra. Về tam tai, phong thủy ngũ hành nói rằng hạn tam tai là hạn của 3 năm liên tiếp sẽ đến với mỗi tuổi, tức cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn này. Gia chủ tuổi Thân, Tý, Thìn tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn. Gia chủ tuổi Dần, Ngọ, Tuất tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất. Gia chủ tuổi Hợi, Mão, Mùi tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu. Kết luận, xem tuổi làm nhà, điều quan trọng nhất đó là không phạm vào ba kỵ trở lên. Tuổi chuẩn tính bằng công thức tuổi Mụ bằng tuổi năm xây nhà, năm sinh cộng 1. Trong trường hợp bắt buộc cần phải làm nhà năm đó thì giải pháp duy nhất đó là bạn mượn tuổi làm nhà. Yêu cầu về mượn tuổi làm nhà nên chọn nam giới trong nội tộc, nếu có cuộc sống sự nghiệp ổn định viên mãn thì càng tốt. Danh sách các tuổi hợp để làm nhà năm 2020 Canh Tý. Sinh năm 1951 Tân Mão, sinh năm 1954 Giáp Ngọ, sinh năm 1960 Canh Tý, sinh năm 1962 Nhâm Dần, sinh năm 1963 Quý Mão, sinh năm 1972 Nhâm Tý, sinh năm 1978 Mậu Ngọ, sinh năm 1987 Đinh Mão, sinh năm 1990 Canh Ngọ, sinh năm 1996 Bính Tý. Làm nhà là một việc rất quan trọng, bạn nên tìm tới các chuyên gia phong thủy, tướng số để xem xét cẩn thận. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp về việc xây nhà năm 2020 và các năm tiếp theo. Các chuyên gia phong thủy của Phong Thủy May Mắn sẽ tư vấn tận tình chi tiết cho các bạn từ việc chọn hướng nhà như thế nào, tuổi xây nhà được, xây nhà vào thời gian nào. Với đội ngũ chuyên gia trên 20 năm kinh nghiệm, Phong Thủy May Mắn cam kết sẽ làm hài lòng quý vị với những khảo sát và tư vấn thực tế nhất. Ngoài ra, quý vị có thể tra cứu tuổi làm nhà bằng cách xem bằng tuổi có bị phạm tam tai, kim lâu, hoàng ốc hay không. X bằng phạm, nếu không phạm cả ba yếu tố thì có thể làm nhà. Tuổi 1947, Đinh Hợi 2020, 74 tuổi, phạm hoàng ốc. Tuổi 1948, Mậu Tý 2020, 73 tuổi, phạm kim lâu. Tuổi 1949, Kỷ Sửu 2020, 72 tuổi, phạm tam tai, hoàng ốc. Tuổi 1950, Canh Dần 2020, 71 tuổi, phạm kim lâu. Tuổi 1952, Nhâm Thìn 2020, 69 tuổi, phạm hoàng ốc, kim lâu. Tuổi 1953, Quý Tỵ 2020, 68 tuổi, phạm tam tai. Tuổi 1955, Ất Mùi 2020, 66 tuổi, phạm hoang ốc, kim lâu. Tuổi 1956, Bính Thân 2020, 65 tuổi, phạm hoang ốc. Tuổi 1957, Đinh Dậu 2020, 64 tuổi, phạm tam tai, kim lâu. Tuổi 1958, Mậu Tuất 2020, 63 tuổi, phạm hoang ốc. Tuổi 1959, Kỷ Hợi 2020, 62 tuổi, phạm kim lâu. Tuổi 1960, Canh Tý 2020, 61 tuổi. Tuổi 1961, Tân Sửu 2020, 60 tuổi, phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu. Tuổi 1964, Giáp Thìn 2020, 57 tuổi, phạm hoang ốc, kim lâu. Tuổi 1965, Ất Tỵ 2020, 56 tuổi, phạm tam tai, hoàng ốc. Tuổi 1966, Bính Ngọ 2020, 55 tuổi, phạm kim lâu. Tuổi 1967, Đinh Mùi 2020, 54 tuổi, phạm hoàng ốc.
tuổi 1968, Mậu Thân 2020, 53 tuổi, Phạm Kim Đồng. Tuổi 1969, Kỷ Dậu 2020, 52 tuổi, Phạm Tam Tài. Tuổi 1970, Canh Tuất 2020, 51 tuổi, Phạm Hoang Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1970, Tân Thợi 50 tuổi, Phạm Hoang Ốc. Tuổi 1972, Nhâm Tý 2020, 49 tuổi. Tuổi 1973, Quý Sửu 2020, 48 tuổi, Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1974, Giáp Dần 2020, 47 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1975, Ất Mão 2020, 46 tuổi, Phạm Kim Lầu. Tuổi 1976, Bính Thìn 2020, 45 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1977, Đinh Tị 2020, 44 tuổi, Phạm Tam Tai, Kim Lầu. Tuổi 1979, Kỷ Mùi 2020, 42 tuổi, Hoàng Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1980, Canh Thân 2020, 41 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1981, Tân Dậu 2020, 40 tuổi, Phạm Tam Tài. Tuổi 1982, Nhâm Tuất 2020, 39 tuổi, Phạm Hoang Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1983, Quý Hợi 2020, 38 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1985, Ất Sửu 2020, 36 tuổi, Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc. Tuổi 1986, Bính Dần 35 tuổi, Phạm Kim Lầu. Tuổi 1988, Mậu Thìn 2020, 33 tuổi, Phạm Hoang Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1989, Kỷ Tỵ 2020, 32 tuổi, Tam Tai, Hoàng Ốc. Tuổi 1989, Kỷ Tỵ 2020, 32 tuổi, Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc. Tuổi 1991, Tân Mùi 2020, 30 tuổi, Phạm Hoàng Ốc, Kim Lầu. Tuổi 1992, Nhâm Thân 2020, 29 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1993, Quý Dậu 2020, 28 tuổi, Phạm Tam Tai, Kim Lầu. Tuổi 1994, Giáp Tuất 2020, 27 tuổi, Phạm Hoàng Ốc. Tuổi 1995, Ất Hợi 2020, 26 tuổi, Phạm Kim Lầu. Tuổi 1997, Đinh Sửu 2020, 24 tuổi, Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc. Ngoài ra, quý vị có thể tra cứu tuổi làm nhà bằng cách xem bảng tuổi có bị Phạm Tam Tai, Kim Lầu, Hoàng Ốc hay không. X là bằng Phạm, nếu không phạm cả ba yếu tố thì có thể làm nhà. Trong video trên, Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về kiến thức chọn tuổi làm nhà năm 2020. Với đội ngũ hệ thống hơn 50 thầy phong thủy hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích nhất về ứng dụng phong thủy cũng như kiến thức tâm linh vào cuộc sống, giúp các bạn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Phong Thủy May Mắn bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo.